bạn có tin là thức ăn có thể làm cho bạn giàu lên hoặc có thể làm cho bạn nghèo đi hay không? Nghe thì thật là khó tin phải không? Nhưng nó là một sự thật, vì theo nghiên cứu thí nghiệm của nước, một cốc nước được nói lời yêu thương biết ơn mỗi ngày, một cốc nước bị chê bai phàn nàn nói những lời tiêu cực mỗi ngày, và kết quả là nước ở trong cốc nói lời yêu thương biết ơn mỗi ngày đó. Nhìn dưới kính hiển vi cho thấy những tinh thể nước rất là đẹp, có hình ngôi sao và hình hoa cực kỳ tuyệt vời. Còn nước ở trong cốc được nói những cái lời tích cực bị biến dạng, méo mó, trông rất là xấu xí, chứng tỏ vạn vật đều là năng lượng, đều có thể hiểu được tần số của con người. Vậy khi bạn ăn và uống nước trong lúc bạn đang bực dọc khó chịu thì không phải là bạn đang ăn và uống nước đâu ạ, mà là bạn đang ăn những điều không tích cực vào trong người của mình, hay còn gọi là độc tố. Vì lúc này nước ở trong thức ăn đang bị biến đổi cấu trúc, cho nên bạn thấy có một số người ăn vào thì khỏe mạnh, còn một số người ăn vào thì không khỏe, cơ thể không có năng lượng để làm gì hết. Cho nên nếu bạn muốn ăn để làm cho bạn giàu lên thì hãy ăn trong sự yêu thương biết ơn và trân trọng. Hãy nghĩ đến những người ngày đêm gieo trồng, chăm sóc, vận chuyển thức ăn của bạn. Hãy gửi lời biết ơn đến họ. Thì khi bạn cho đi tần số năng lượng gì thì bạn sẽ thu hút điều đó đến trong cuộc sống của bạn. Cho đi yêu thương biết ơn, bạn sẽ thu hút thêm nhiều nguồn lực may mắn đến để giúp cho bạn đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống của mình một cách dễ dàng hơn. Còn nếu bạn không biết ơn thì bạn càng ăn bạn càng hao tổn tiền bạc, vì cơ thể của bạn không khỏe. Lòng biết ơn sẽ hóa giải hận thù, nó sẽ giúp thanh lọc thức ăn của bạn. Trước khi ăn, bạn hãy cầu nguyện gửi lời biết ơn đến những người ngày đêm tạo ra thức ăn. Cảm ơn thức ăn là món quà của cuộc sống đang nuôi sống bạn. Hãy ấn vào link bio bên dưới ảnh trang cá nhân Avatar của Thảo để tham gia vào nhóm thực hành ngày 28 ngày lòng biết ơn để cải thiện tài chính.